Hiện nay là chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói chiếc cuốn thư Ẩm Hà Thư Nguyên, đang để trong chỗ mát này thì bên này góc độ nhìn để cho quý khách xem. Vì tôi đã bán cái dòng cuốn thư của tôi nhiều và làm nhiều năm nay, nhưng mà cho đến thời điểm này là khách hàng đánh giá là rất là cao, và thấy rằng là từ những cái hoa văn bên cạnh như là long hóa ở giữa là bông hoa hồng, hay là bên cạnh là những cái chú chim chỉ và cành mai đây là rất là tinh xảo. Cái bộ này chúng tôi sắp chuyển vào trong biên hòa. Nhắc đến cái mẫu long hóa quay ngày 24/6/2016 là tôi sẽ nhớ rằng mẫu đặc biệt tinh xảo, và với bốn chữ Ẩm Hà Thư Nguyên. Tất nhiên là chúng tôi sẽ riêng về phần chữ thì chúng tôi sẵn sàng làm theo cái ý đặt của khách hàng. Thường khách hàng hay chọn chữ Đức Lưu Quang, hoặc là đôi khi Đức Tâm Đăng, hay Thiện Tối Lạc, hay là Phúc Mãn Đường, hay là Thế Tất Hưng, vân vân, rất nhiều. Có thể là cái ý thích của từng người, đồng thời là có những cái dòng họ, có những chỗ bác trưởng có thể muốn chữ Phụng Tổ Đường, hoặc là một số dòng họ lấy chữ Đông La Diễn Khánh, hay là vân vân. Tóm lại là mỗi một dòng họ lại có một cái chữ riêng, hoặc đôi khi là có những cái bức phục chế lại cái bức cổ nó đã rách hỏng, thì họ muốn lấy nguyên lại chữ cổ, thì có cái phần chụp ảnh của quý vị thì chúng tôi sẽ phục chế được đảm bảo y chang ngay. Cái này thì tôi chỉ muốn quý vị xem đường nét thôi, còn các cái chi tiết như là các cái hình cầm tiền vạn lộc, hay là cái chuyện chữ vải tượng trưng cho vạn sự như ý đây. Đây còn dài đang đi học thêm về. Và bây giờ là trước khi đi thì chúng tôi đang bắt cái tay. Bắt cái tay treo cái cầu đối này. Bỏ cái này xuống. Hay là bắt cái tay này chú. Khỏe rồi. Còn kia bắt cái kia đâu. Tay này con đỉnh cao rồi. Chưa. Tay chắc lắm. Bây giờ trước khi đi thì chúng tôi kiểm tra lại và bắt thêm cái tay treo. Lên đấy rồi. Điều công nghệ rất là thuận lợi, dùng máy khoan nó khoan thẳng đinh vít vào luôn. Rất là chắc chắn, chính xác. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và hôm nay là 24/6/2016. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Clip tiếp theo có lẽ là nếu ngày mai xong bộ trường kỷ thì sẽ đóng gói để mang đi Sài Gòn. Tôi sẽ quay cho khách hàng xem trước.